Thưa quý vị, bước vào cao điểm mùa nắng nóng, việc đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công ty Điện lực Đà Nẵng chú trọng triển khai. Với mục tiêu cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn, Điện lực Hòa Vang đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai gấp rút công trình sửa chữa lớn quý 2 năm 2022 đảm bảo tiến độ đặt ra. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Điện lực Hòa Vang hoàn thành hạng mục sửa chữa đường dây 22 kV, nhánh rẽ Hòa Nhơn – Hòa Phú. Đây là hạng mục công trình thuộc sửa chữa lớn quý 2 trong năm 2022 của Điện lực Hòa Vang có quy mô 3.895m đường dây trung áp 22 kV. Lưới điện Hòa Vang được tiếp nhận từ lưới điện nông thôn, đa phần là cũ hãm. Nên trong các năm qua, Điện lực Hòa Vang cũng đã lập kế hoạch cải tạo sửa chữa để đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải tăng cao trên khu vực và đảm bảo về công tác cấp điện cho khách hàng trong cái phát triển phụ tải và đáp ứng cái mục tiêu số 4 trong cái chương trình quốc gia về nông thôn mới của chính phủ. Do cái tính chất là độc đạo cho nên là việc mà tăng cường cải tạo sửa chữa và tăng cường các cái biện pháp quản lý vận hành thì việc mà đảm bảo cấp điện cho khu vực Hòa Nhơn, Hòa Phú và một phần cho huyện Đông Giang, Quảng Nam là sẽ đảm bảo sau khi mà công trình hoàn thành. Điện lực Hòa Vang đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc, huy động số lượng lớn công nhân, thực hiện thay thế 221 quả sứ đứng đường dây, lắp 2 bộ chụp đầu cột nâng độ cao dẫn dây, thay thế 36 bộ xà đỡ, trồng mới 8 cột bê tông ly tâm, di dời một giao cách ly, một máy cắt phân đoạn. Bên cạnh đó, điện lực kết hợp giải quyết hành lang tuyến đường dây băng qua đất trồng lâm nghiệp của người dân, nhằm thuận lợi cho công tác quản lý vận hành đường dây và hạn chế sự cố do cây va quẹt. Để mà thi công được hoàn thành công việc được tốt á, thì bên điện lực thì cũng sắp xếp công việc được triển khai sớm, chung là triển khai là lúc 5 giờ đã bắt đầu đi làm rồi và cũng tranh thủ để kết thúc sớm, tại vì mùa nắng nóng nên là ảnh hưởng tới sức khỏe. Và thứ hai là cũng trang bị là bảo hộ cá nhân và các phương tiện vật tư rồi nó chuẩn bị đầy đủ. Và sớm để anh em hoàn thiện nhanh cách nhanh nhất. Thời tiết nắng nóng oi bức khiến việc thi công sửa chữa lưới điện gặp không ít khó khăn. Song Điện lực Hòa Vang nói riêng và Công ty Điện lực nói chung đã nỗ lực hoàn thành công trình sửa chữa lớn, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.